xứ Lý Gia mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống sứ Thái ghép ạ. Và con cũng xin chia sẻ thêm, con có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiểng nhà mình. Con bán một combo là 8 món 200 ngàn. Trong đó mình có hũ keo liền sẹo, hũ kích ra rễ, nảy chồi ra lá và kích ra hoa, dưỡng hoa lau tàn. Và một gói thuốc trị sâu nhện với mấy con chích hút. Với lại một gói và thuốc là trị nấm, kháng thư lá, đen nụ. Với một gói phân hữu cơ. Cái gói phân hữu cơ đó thì một gói đó mình bón cho ba cái củ sứ cỡ như vậy nè ha. Cách sử dụng mình để phân khô, mình rắc trực tiếp lên mặt cho rồi mình tưới nước. Từ từ phân nó tan, cây sẽ ăn chất dinh dưỡng. Hoặc là mình có trộn chất trồng mới để mình trồng cây, thì mình chọn một ít phân nó vô trong chất trồng rồi mình trồng cây mình vào. Khi cây nó ra rễ non thì nó sẽ bén phân, nó ăn, cây sẽ phát triển tốt hơn. Và cô chú anh chị có cần xài phân số lượng nhiều thì liên hệ bên con, có bán dạng ký nữa. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ. Mình có cây số 1 là cây quyết thắng, màu đỏ, dạng cánh kép, cây ghép 4 bo, củ to tầm bằng tay mình xòe ra 140 ngàn. Củ dơ muốn bích cái chậu này luôn. Rồi bộ tàn của nó xòe ra 8 phân đều tàn tròn. Số 2 là kim anh, 3 lớp 1 cam, có gân. Cây ghép 7 bo, 150. Cây kim anh này nó cái củ nó to vô muốn bích cái chậu xi chín luôn. Số 3 là cây ngọc khuê, hoa màu vàng chớm đỏ, ghép 5 bo, 140. Củ to tầm bàn tay, xòe ra. Số 4 là Vân Huế 5, dạng cánh kép màu hồng có sọc đỏ. Cái bộ tàn của cây mình xòe ra là tầm khoảng là ngoài 4 tấc ạ. Rồi cái củ nó thì khoảng bằng bàn tay mình. 140 ngàn, Vân Huế 5. Số 5 là cây duyên dáng tím, màu tím. Cây ghép 4 bo, củ to tầm bàn tay, 140 ngàn, tựa ra dài. Số 7. Cây số 6 chứ. Tới cây số 6. Số 6 là mình có cây nhị độ hồng. Cây nhị độ hồng này là hồi trước tới nay con không biết tên, con kêu là hồng hay lớp á ha. Cây này nó có hai sắc màu. Khúc đầu thì nó ra màu hồng đậm, sau là nó chuyển màu. Cây mình ghép 7 bo, cây dáng nằm nha. 160 ngàn, cây dáng nằm củ to. Cái củ nó nổi lên phần này, con đặt một gang tay mình còn dư luôn nè. Củ nó rất là to. Ghép 7 bo, 160 ngàn. Cây nó nặng quá, để nó nằm nó gục luôn. Số 7 là mình có cây cẩm hồng, 3 lớp màu hồng. Cây cẩm hồng này được ghép 7 bo. Củ nó hình dẹp, củ nó qua chặt chậu luôn. Cạnh đây qua đây chậu xi chín chặt luôn. Rồi cẩm hồng 140. Số 8 cây camellia ghép 5 bo, củ to tầm bàn tay mình xòe ra 140, tựa ra dài là một gang tay mình, có cây ngoài luôn. Rồi cây này xỉu luôn. Số 9 là cây hồng ngọc ghép 6 bo, 130. Hồng ngọc tự ra dài, cái này về mình có thể sử dụng bo ghép hoặc chiếc zin được luôn. Cái bo nó ra 2 tấc đến 2 tấc rưỡi luôn rồi. Số 10 là đại mỹ nhân, hoa 5 cánh, màu trắng cánh viền đỏ, ghép 5 bo, 140. Củ to, lô hàng này nói chung củ to. Củ này nó bằng bàn tay con xòe rộng ra. Củ này rất là to, vô chặt chậu xi chín. Số 11 là cây sĩ thư. Này là sĩ thư 1. Hoa của nó là màu trắng, cánh viền hồng, ghép 7 bo, 140. Cái củ này thì nó tầm bằng tay mình xếp lại vậy ha. Số 12 là cây cam thảo ghép 4 bo, 140.
13 là cái xứ củ vàng. Xứ củ vàng là chiều cao của cây là 2 gang tay mình. Phân tựa ra là 2, 4, 5, 7 cái tựa. Phần trên là bung ra 7 tựa nè ha. Nhìn cây mình xum xuê. Rồi còn cái gốc nó thì cái này ha. Cây mình đã có củ trong đây rồi ha. Con xách cái chậu lên. Rồi cây này số 13, 250. Số 14 có mèo cây màu tím than. Ghép 4 bo. Tựa ra dài 1 gang đến 2 gang tay luôn. 4 bo. Củ nhìn hơi lạ mắt xíu. Củ to bằng bàn tay mình. 140. 15. Reti hoa màu vàng ghép 3 bo. 130. Cây này ba bo nhưng tựa ra nhiều, nhìn tựa nó xum xuê. 16 là mình có cây rainbow. Cây rainbow là nó ghép 6 bo. 130. Cây này con đánh giá lộn rồi, lỡ rồi bán luôn 130. Tựa ra dài 1 gang đến 2 gang luôn. Củ thì to bằng bàn tay mình xòe ra. 130. Cây này 130, cái giá rất là hời. Rồi 17, có cây phương lam vàng ghép 6 bo, 140. 18, cây thảo thuận 5 ghép 5 bo, củ gọn 130. 19 là cây rasaphat hoa 3 lớp màu hồng có sọc. Cây ghép 6 bo. 6 bo tựa ra nhiều, nhìn cái cây mình bung tàn xum xuê luôn. Tựa ra dài, nhìn cái cây bung ra rộng. Cây này có bộ tàn rất là đẹp, củ thì gọn. Rồi 140.000 ra sa phát ghép 6 bo. Hai mươi là có cây ti ti ghép 3 bo, 130. 21 cây anchacin. Anchacin là hoa dạng cánh kép màu đỏ, cánh có viền. Anchacin ghép 6 bo. Cái củ này nhìn hơi quái quái xíu. Nó bị cái lỗi nó là cái sẹo ở đây nè. Lúc người ta ghép hàng, sẹo người ta xử lý nó đã lành. Rồi người ta ấy nè ha, chét keo lành rồi. Rồi cây này 100.000. 22 là cây candy hoa màu vàng cánh viền hồng ghép 7 bo, 140. Cây này cái củ nó cái hình giống như cái bình cắm hoa ha. Phần đây là phần đế bình, to ra lên đây nó eo, đây cắm hoa bung ra. Củ nó to tầm bàn tay của con ạ. Rồi 140.000 candy. 23 là có cây Vĩnh Lộc 16 hoa màu trắng. Cây ghép 4 bo, tựa dài 140. 24 cây Long Thành 3 lớp màu đỏ ghép 6 bo, 130. Củ tầm bàn tay mình ạ. 25 là cây Khôi Nguyên. Khôi Nguyên này là hoa 3 lớp màu đỏ. Cây này vô chậu C10. Đây con chụp cái chậu C9 xuống cho mình so sánh nè ha. Đây là cây bên hàng C9, chậu C9, đây là cây C10. Hai cái chậu nằm kế mình thấy nó chênh lệch với nhau rất là nhiều. Rồi mình nhìn so sánh ha. Khôi Nguyên này là giá 250.000. Từ cái mắt ghép ra, cái tựa của mình nó dày lên là 2 gang tay. 2 gang với hơn 2 gang là nó tầm cái tựa nó ra khoảng là 4 tấc á. Từ 3 đến 4 tấc, cái này về mình có thể chiết zin được luôn. Nếu mình biết chiết zin, mình chiết cây này rất là hời. Chiết ra nhiều lắm. Cây của mình ghép là 8 bo. Cây Khôi Nguyên này hiện là ghép 8 bo. Mỗi một bo ra 2 đến 3 cái tựa. Rồi còn phần cũ thì cái cũ nó là khoảng 3 gang tay con vòng lại nè. Cái mặt cũ nó con ướm vô thử cái gang tay con vô đây nè ha. Vô chậu C10 muốn chặt chậu luôn. Cái cũ này một tay mình là không dở lên nổi luôn. Rồi 250.000 cây Khôi Nguyên. Cây này mình đo đứng
tựa ra rất là dài. Rồi 26 là mình có cây vân Huế Nam, hoa của nó màu hồng, có sọc đỏ, ghép 7 bo, 220.000 vô C10 luôn. Củ to bích chậu luôn. Cái củ này, cái vòng củ nó là khoảng 3 gang tay của mình vòng lại á. Vân Huế Nam ha. 27 là có cây này ghép hai giống, rồng đen, ba lớp đỏ, viền đen và ngọc băng màu trắng dạng cánh kép luôn. Cây ghép 5 bo, 140. Dừa chậu C9. 28 là mình có cây khải ca, 5 cánh màu tím sọc, ghép 6 bo, củ to, cái nền này nó không có bằng để nó lật. Cây khải ca này củ là khá là to, vô cái củ này là bàn tay con xòe ra, sợ bạn còn nhỏ hơn cái củ nữa đó. Giá 140. 29 là cây lạc long quân, màu hồng, có sọc, ghép 5 bo, 140 luôn. Tựa ra dài khoảng là 1 gang rưỡi đến 2 gang tay mình. Củ to tầm bằng tay, vô chậu C9. 30 là cây ghép hai giống, khôi nguyên ba lớp màu đỏ, thiên hương, dạng cánh kép màu hồng, có hương thơm. Cây mình được ghép 12 bo. Cái củ nó thì khoảng 2 gang rưỡi tay mình vòng lại, 250.000. Cây này hai giống ha. Rồi, hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống xứ thái ghép. Và khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Lê Gia thì hãy bấm đăng ký, để mà mỗi khi con đăng clip bán thì nó sẽ báo đến cô chú và anh chị mình tiện theo dõi. Con cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của con. Trong thời gian dài qua, con xin cảm ơn rất là nhiều.